À, Lộ dung tiếp theo, tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái chức năng rất là hữu ích trong việc các bạn soạn thảo văn bản. Đó là chức năng Change Case, thay đổi kiểu chữ in hoa thành chữ in thường và ngược lại. À, ví dụ, khi bạn soạn thảo văn bản có những nội dung mà các bạn cần viết chữ in hoa nhưng mà các bạn đã lỡ đánh chữ in thường rồi, thì các bạn chỉ cần chọn nội dung mà các bạn muốn chuyển thành chữ in hoa. Sau đó, các bạn nhấn chuột vào cái biểu tượng chữ A lớn, A nhỏ, Change Case trên nhóm phông khi đó một danh sách các tùy chọn sẽ thả xuống các bạn chọn vào Uppercase là khi đó văn bản sẽ chuyển chữ in thường sang chữ in hoa hoặc là nếu mà cái văn bản của bạn nó phải là định dạng chữ in thường nhưng mà các bạn lại gõ thành chữ in hoa thì các bạn chọn nội dung chữ in hoa đó sau đó các bạn chọn Change Case và các bạn chọn Lower Lowercase để chuyển chữ in hoa thành chữ in thường chức năng Change Case này nó còn có một vài cái tùy chọn khác chẳng hạn như là Sentence Case viết hoa chữ cái đầu câu hoặc là capitalize each word viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ và chức năng cuối cùng là chức năng the case viết thường chữ cái đầu tiên của mỗi từ à, tiếp theo trong cái nhóm from này nó có một cái lệnh là xóa các định dạng của phông chữ ví dụ như là các bạn đã thiết lập một định dạng phông chữ về kiểu chữ cỡ chữ màu chữ hay là định dạng về kiểu style mà các bạn muốn xóa cái định dạng đó đi thì cách đơn giản là các bạn chỉ cần chọn cái nội dung mà các bạn muốn xóa định dạng đó. Sau đó các bạn nhấn chuột vào cái biểu tượng chữ cái A bên dưới có một cục tẩy màu hồng. Clear in Formatting. Khi đó cái nội dung văn bản của bạn nó sẽ được xóa cái định dạng đó. Nó sẽ quay về cái định dạng mặc định là chữ in thường. Các bạn có thể thấy là khi mà các bạn mở một file tài liệu mới trong Word, cái phông chữ mặc định của Word là cái phông chữ Calibri các bạn có thể thay đổi được cái phông chữ mặc định bằng cách như sau các bạn nhấn chuột vào cái biểu tượng mũi tên ở góc trái ở trên cái nhóm phông này hoặc là nhấn tổ hợp phím ctrl d khi đó cái hộp thoại phông xuất hiện và các bạn chọn phông chữ là phông times roman tại mục phông chọn kiểu chữ in thường tại mục phông style bằng cách chọn regular chọn cỡ chữ tại mục size tôi chọn cỡ chữ 14 chọn màu chữ tại mục phông color chọn kiểu gạch chân tại mục underline style à, tôi muốn chia sẻ thêm về cái mục effect bên dưới này Đầu tiên đó là try Through chính là cái lệnh gạch giữa từ bằng một cái đường nét đơn mà tôi đã chia sẻ ở trên rồi. Tiếp theo đó là double try Through đó là gạch giữa từ bằng hai dòng kẻ. Các bạn tích chọn vào đó. Các bạn có thể thấy là cái dòng chữ temperament này tại cái mục preview nó sẽ được gạch ngang bằng hai dòng kẻ. Tiếp theo là cái lệnh superscript là viết chỉ số trên, subscript viết chỉ số dưới small cap là đoạn văn bản sẽ được chuyển thành chữ in hoa nhỏ hơn các bạn có thể tích vào đó và các bạn có thể nhìn thấy ở cái mục review này tiếp theo là cái lệnh on cap là đoạn văn sẽ được chuyển thành chữ in hoa cuối cùng là cái lệnh hidden nếu bạn tích chọn vào cái nội dung này thì cái đoạn văn được chọn sẽ được ẩn đi sau đó các bạn nhấn chuột vào set as default xuất hiện một hộp thoại sẽ hỏi người dùng là muốn đặt phông chữ mặc định cho văn bản hiện tại là cái mục this document only hay là sử dụng cho toàn bộ văn bản là cái mục All Document này. thì các bạn tích chọn vào All Document sau đó nhấn OK khi các bạn mở một văn bản mới lên thì các bạn có thể thấy là trên cái hộp thoại phông này đó là phông chữ New Roman và kiểu chữ là kiểu chữ in thường cỡ chữ là cỡ chữ 14 như đã thấy là bật trên các bạn nhấn tổ phím Ctrl D để mở cái hộp thoại phông này tôi muốn chia sẻ thêm về cái lệnh hidden trong cái mục effect này à, ví dụ như là tôi chọn một cái đoạn văn bản sau đó tôi tích chọn vào mục Hidden và nhấn OK. Khi đó các bạn có thể thấy là trên văn bản của bạn cái nội dung mà bạn chọn đó nó sẽ bị ẩn đi. Nếu mà các bạn muốn hiện cái nội dung Hidden này thì các bạn làm như sau. Trên cái nhóm Paragraph các bạn tích chọn vào cái biểu tượng Show hai cái biểu tượng chữ P ngược đó. Khi đó các bạn sẽ thấy là cái nội dung đoạn văn bản mà các bạn ẩn đi nó sẽ xuất hiện và các bạn không muốn ẩn cái đoạn văn bản đó đi thì các bạn cần chọn đoạn văn bản đó sau đó các bạn mở hộp thoại phông và bỏ tích chọn ở cái mục hidden này đi rồi nhấn OK thì văn bản của bạn nó sẽ xuất hiện như bình thường. À, chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung tiếp theo đó là cách co giãn khoảng cách các từ trong word. À, ví dụ như là cái đoạn văn bản của tôi nó có một từ nằm tại cái dòng bên dưới. Nếu tôi để như vậy thì cái văn bản sẽ trở lên rất là thiếu chuyên nghiệp và không được đẹp mắt. Tôi sẽ co cái chữ này lên dòng bên trên bằng cách như sau: chọn cái nội dung đoạn văn bản đó, sau đó các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl D để mở hộp thoại phông hoặc là nhấn vào biểu tượng mũi tên trên nhóm from này sau đó các bạn chọn vào cái thẻ advanced tại cái mục spacing các bạn nhấn chuột vào cái biểu tượng mũi tên khi đó một danh sách thả xuống thì các bạn chọn vào cái lệnh condent và nhập khoảng cách muốn co các ký tự lại với nhau tại cái mục by và xem trước tại cái mục review sau đó nhấn ok các bạn có thể thấy là lúc này cái đoạn văn bản của tôi nó sẽ được trình bày một cách rất là gọn gàng và đẹp mắt hơn hoặc là các bạn giãn khoảng cách giữa các ký tự bằng cách tại cái mục spacing các bạn nhấn chuột vào cái biểu tượng mua tên sau đó chọn một cái lệnh expander nhập giá trị khoảng cách mà các bạn muốn giãn ký tự tại cái mục buy xem trước tại cái mục review sau đó nhấn ok